xeđạpthethaovip.com xin chào bạn. Trong video này, Show Tiến Hành gửi rất nhiều các xe cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, đến hẹn lại lên. Cứ thứ hai đầu tuần là shop lại giao hàng sấp mặt luôn bạn nhé. Chính vì thế, shop sẽ đưa ra một số hướng dẫn để bạn đặt hàng, mua hàng được nhanh chóng, dễ dàng, cũng như shop phục vụ bạn được thuận tiện. Bạn biết đó, vì một ngày shop bán rất là nhiều đơn, rất là nhiều đơn. Bởi vì mình là một shop rất là lớn chuyên về xe đạp thể thao, có các bộ phận chuyên nghiệp hóa, và mình là bên bộ phận quay video bạn nhé, có bộ phận bán hàng và có bộ phận kỹ thuật, nên là khi bạn mua hàng sẽ có bộ phận quản lý riêng để hướng dẫn, để chăm sóc, hướng dẫn bạn khi bạn cần thiết, và đúng như tiêu chí kinh doanh của shop phụng sự để dẫn đầu. Khi bạn mua hàng của shop, bạn không chỉ là một khách hàng mà bạn sẽ là một người bạn của shop, và rất là nhiều bạn khách hàng đã trở thành bạn của shop. Rất nhiều bạn đã đánh giá về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của shop. Bạn có thể xem chi tiết những video này trên kênh xe đạp thể thao vip.com. Vâng, và trong video này thì shop gửi rất là nhiều xe, và có chiếc xe cam Nigan 600 của bạn Hoàng Khang ở An Giang. Đấy, có R9 xe lai của bạn Minh Tuấn ở Huế, chiếc Sniper đen đỏ của bạn Cường ở Sài Gòn, Thunder, Twitter Thunder màu đen của bạn Dũng ở Ninh Thuận, chiếc Cla TCR 3.0 xe ná của bạn Công ở Đà Nẵng, hay là chiếc cam, vâng, vậy một chiếc cam như gần 600 của bạn Võ Danh Khoa ở Đà Nẵng. Đấy. Và tiếp tục là một chiếc Cla TCR 3.0 của anh bé Cần Thơ. Và đây xe TCR Cla, một hiệp sĩ, một tên của ý rất là đẹp, rất là hay luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, còn bây giờ shop sẽ muốn chia sẻ với bạn về phương thức mua hàng của shop thế nào để được nhanh gọn và thuận tiện nhé. Thứ nhất là shop sẽ chốt đơn vào 4 giờ chiều hàng ngày, nên bạn chốt đơn sớm thì bạn sẽ được giao hàng trong ngày, còn nếu bạn muộn thì sẽ để sang ngày hôm sau bạn nhé. Và thứ hai là đối với các xe cần phải đặt cọc thì bạn nên đặt cọc sớm, tốt nhất là nên đặt cọc vào buổi sáng, khi shop nhận được thì cọc của bạn thì mới chốt cho bạn được luôn. Còn khi bạn đặt cọc muộn thì sao, hàng sẽ được khóa cho bạn, ok, bạn có hàng. Bởi vì sẽ có rất là nhiều lần có nhiều bạn đã hỏi xe xong ok, xong bảo để anh chuyển khoản, rồi sau đó gọi lại, rồi mãi không đặt cọc, rồi sau đó gọi lại cho shop thì giờ mình cọc nhé, thì lúc đó hàng đã bán từ lâu rồi, bán cho khách hàng đã nói và cọc mua ngay lập tức bạn ạ. Bởi vì bạn nhớ là shop chỉ chốt đơn cho bạn khi bạn đã đặt cọc, vì shop bán liên tục, hàng trong kho thay đổi liên tục, nên khi bạn hỏi hàng đang còn nhưng sau đó 3-4 đơn thì hàng đã thay đổi rồi bạn nhé. Và tại sao phải đặt cọc vào buổi sáng? Vì khi bạn đặt cọc vào buổi sáng thì shop sẽ có thời gian để chuẩn bị cho bạn luôn, và buổi chiều thì giao được luôn. Và hầu hết các bạn khi đã đặt cọc thì mong muốn nhận được xe sớm nhất và nhanh nhất, và ai cũng vậy. Và chiếc xe này như là một món quà, một cục cưng của mình vậy, rất là mong muốn nhận được xe sớm. Và bây giờ shop sẽ review từng chiếc một cho từng khách hàng từ video, và sẽ đăng tải vào khung giờ 9 giờ sáng cũng như 20 giờ tối hàng ngày, để các bạn khi mua hàng bên shop thì sẽ yên tâm là chiếc xe của mình nhận được là đúng chiếc xe đã đặt bên shop. Và chiếc xe đầu tiên là chiếc Line R9 màu xanh của bạn Minh Tuấn ở Huế. Vâng, bạn Minh Tuấn ở Huế là thấy chiếc xe Line màu xanh dương trên mạng, và bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, xe này quá đẹp luôn bạn nhé, xe này rất là đẹp, và bạn rất thích màu xanh dương của xe, bạn liên hệ với shop để đặt chiếc sedan này. Thực ra thì shop chỉ còn một chiếc duy nhất màu xanh và tính để bán ở Hà Nội, nhưng bạn Minh Tuấn thích mẫu này và bạn năn nỉ shop gửi chiếc màu xanh cho bạn, bạn sẽ trả tiền trước. Shop có thể bán chiếc màu khác ở Hà Nội và nói là rất nhanh, bạn Tuấn chuyển tiền cho shop luôn. Vâng, đây là chiếc Line R9 chắc bạn nhé, R9 chắc đây. Đấy, R9 chắc chuẩn màu xanh luôn, quá tuyệt đỉnh đúng không ạ? Xe này là một chiếc xe tân cổ, xe nhôm, đùi đĩa nhôm, chạy một đĩa nhôm cắt CNC này, cái này bằng nhôm rồi nhé.
Katsuji này. Xe này thì chạy group Shimano Knorrit 8 lít bạn nhé, Knorrit R2000 8 lít này. Xe rất đẹp, bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp Line R9 này có thể truy cập theo trong web xe đạp thể thao vi.com hoặc xem theo đường link ở dưới phần mô tả video này. Shop sẽ để lại đường link để bạn dễ dàng xem review cận cảnh soi chi tiết luôn. Và shop đã làm review rồi bạn nhé. Đây là chiếc xe đạp Line, còn đây là chiếc Megan chạy group SLX M71 bạn nhé, M71 group SLX thì có nhiều đời, ví dụ đời M7000 thì chạy có 11 lít thôi. Và cái dòng SLX M71 này là group mới cũng như là dòng cao thì ở Việt Nam rất ít gặp những cái dòng này. Đây Twitter số bán quá nhiều rồi, bởi vì dòng Twitter này thì có thể nói là giá này không lối thoát, bạn đi với shop thì mua luôn, không phải lăn tăn, chỉ chọn màu chọn size thôi bạn nhé. Có Twitter T10, Slipper, Thunder thì có bản đổi màu, bản thường. Đổi màu thì có tanh nhôm, tanh carbon. Bạn thích chiếc nào thì liên hệ ngay với shop để được tư vấn thêm nhiều hơn. Đấy, hai dòng Touring, Cla và xe một cái tên hiệp sĩ tuyệt đỉnh luôn. Xe full nhôm rồi nha, trục rỗng. Xe này giá rất êm. Rồi, bạn còn câu hỏi nào thắc mắc hay đang cần tìm chiếc xe đạp nào thì đừng ngần ngại, hãy bốc máy và liên hệ với shop qua số điện thoại 0983315936 để được tư vấn và chọn cho mình được chiếc xe đạp như ý. Bởi vì đến với shop thì bạn dễ dàng mua xe, bởi vì shop chẳng có gì ngoài điều kiện nhiều xe, nhiều thương hiệu, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ, nhiều chủng loại, nhiều mức giá, bạn thích loại nào cũng có bạn nha. Còn hôm nay thì shop dừng lại tại đây để tiếp tục những video tiếp theo để review những chiếc khác, và hẹn gặp lại bạn ở những video sản phẩm tiếp theo.